Hello, xin chào các bạn. Mình là AD của Ngoại Long Vinh đây. Hôm nay mình sẽ trình chiếu cho các bạn xem toàn bộ chuẩn skill của quý tử tím 4 hệ luôn nha các bạn. Đây, giờ ạc này mình có là 4 con tím hết của 4 hệ, hệ hỗ trợ, hệ vật công, vũ công, chiến công. Đó, đầu tiên mình sẽ show toàn bộ là 14 skill, mỗi hệ là có 14 skill. Rồi, mình sẽ show cho các bạn xem. Ở đây thì mình cũng đã đào bảo xong hết rồi. Vui luôn và nhận được một chiêu chiêu mà cái chiêu này là chỉ hệ hỗ trợ mới có thôi nè. Hệ hỗ trợ thì có chiêu này. Rồi hệ cơ giới là hệ vật công là chỉ có được chiêu này. Rồi hệ chiến pháp thì có được chiêu này. Đó, hệ cái sách thì chiêu này. Rồi, phần này thì anh em đào bảo hoài thì nó sẽ có thôi. Rồi bây giờ mình sẽ review những cái chiêu này nè. Đây, mình đã đào hết rồi. Đây, thiên hạ chi ba thì anh em cũng quen rồi. Đây, xăm cổ kiếm là của Lưu Bị. Đó, mình sẽ trình chiếu từ từ cho anh em dễ đọc. Đó, kinh vân kiếm là của Tôn Quyền đây. Đầu trận giúp các tướng tăng 25 sĩ khí, tăng 40% tấn công, 40 sĩ khí, 60% tấn công trong 5 lượt. Ở qua chiêu thứ hai là của Tư Mã Chiêu. Chiêu này thì anh em có lấy con Tư Mã Chiêu rồi thì thôi, cũng không nhất thiết phải cần con này. Con này thì của đây, Tào Thực, Giảng Ung và Tiểu Kiều. Đó, sự khác nhau của ba con này đây. Đó, nhìn vào đây chúng ta cũng thấy sự khác nhau của ba con luôn. Thất bộ bút là của Tạo Thực nè. 7 lượt đầu trận, mình sẽ nói là cái level 2 nha các bạn. 7 lượt đầu trận nè, khi bắt đầu lượt là tăng cho bản thân một tầng hậu thuẫn. Cộng dồn tối đa 7 tầng duy trì 7 lượt. Đó. Thì cái nội tại thứ hai nó cũng y chang thôi, không khác gì nhau hết. Đây, cái này thì của Giảng Ung. Đó, nhận hồi phục. Rồi cái này là của Tiểu Kiều. Thanh Tâm là của Tư Mã Du. Đó, y chang Tư Mã Du luôn. Khi đọc này là của chú chị nè. Bên đây Thanh Kiểm Hốt là của Mao Giới, là dính năm hồn. Đó, cái này thì đọc thôi, đọc nhảy. Rồi cái này là của Chu Trị nè. Rồi còn cái này là của con Y Tịch hay sao ấy. Ân Huệ Chi Vũ là của con Vương Dị. Huy là của Vương Nguyên Cơ. Vũ Điệu Dưới Chăn là của Điêu Thuyền. Đây, Thiên Địa Hàng Băng đó, tương ứng với ba con Tưng Du, Cổ Ung với là Mã Lương. Ba con là đều giống là loại bỏ nguyệt hồn. Con này là sát thương giảm. Còn con này là giảm sát thương kế sách nè. Bản thân và đồng đội. Rồi, con này thì tăng mưu công. Con này là tăng pháp công. Còn cái con còn lại là tăng vật công đây. Đó, Phản Kế là của Lư Thực. Khi bị giải trừ, khi bị địch có hiệu quả không thể giải trừ tấn công, bản thân nhận giảm 40% sát thương.
hữu hồi xưng là của Hòa Đà. Hùng cứ là của con Viên Thiệu danh môn đây, con Viên Thiệu thường thôi chứ không phải là danh môn Viên Thiệu. Lạc Thần Mạc tương ứng với là Chân Cơ, Chân Cơ Hoàng Nguyệt Anh với là con Đại Kiều. Đó, con này là của Hoàng Nguyệt Anh nè. Đó, còn cái này là của Chân Cơ. Ở Tâm Phiến cái này là của Đại Kiều nè. Còn cái chiêu đặc biệt là chiêu Tâm Ly. À, Tâm Ly là các bạn là phải đào bảo đó, nó nhận được kỹ năng đặc biệt là chiêu Tâm Ly đây. À, mình đào tới chiêu cuối cùng nó mới ra. Đó, chiêu Tâm Ly nè. Khi bị địch có hiệu quả không thể gia trừ tấn công, bản thân nhận giảm 40% vết thương phải chịu. Từ lượt 2 trở đi, mỗi lượt nhận liên kích. Không thể giải trừ. Giờ mình sẽ lấy thử cái gì nè. Bây giờ ở đây là tất cả những chiêu là toàn là hệ hỗ trợ hết đó, tuy nhiên có mấy chiêu nó là hệ kế sách nè đó. Ví dụ chiêu này là kế sách nè, quyền hành là kế sách nè, hủ hay độc cũng là kế sách nè, thiên địa hàng băng nè đó, nó cũng là kế sách nè, hùng cứ rồi nè đó, nhưng nó là nó thuộc trong hệ hỗ trợ, vì vậy nó vẫn là chiêu của hệ hỗ trợ thôi. Chỉ có hệ hỗ trợ mới luyện ra được những chiêu này. Đó, giờ mình chọn cái chiêu Tâm Ly này. Đó, một con. Rồi, tới phần thứ hai là hệ vật công. Xác nhận. Rồi, mình cũng đã đào hết luôn rồi. Hệ vật công đây, vạn người khó đỡ đây. Là chiêu đặc biệt là đánh chống giò địch. Vũ khí đặc biệt là Hắc Long Cổ. Hệ cơ giới đây. Đó. Đánh chống giò địch mà. Rồi, cũng có 14 kêu luôn. Nộ Ngục Viêm là của Trúc Dung đây. Đó. Trúc Dung anh em đi map anh em chiêu mộ về cũng có. Xuyên Vân Thích nè, là nâng cấp từ Xuyên Thích lên nè. Mấy chiêu này rất là lạ. Vật công. Khi khai chiến phòng thủ tăng 60% duy trì 10 lượt. Khi khai chiến bản thân nhận dụng tuyệt. Tăng 100% tấn công, sau đó giảm 1/4. Là lượt 1 là các bạn là tăng 100% đam. Lượt 2 là tăng 75, lượt 3 tăng 50, lượt 4 tăng 25, lượt 5 là mất đam luôn rồi. Là nó mất cái tăng đam. Vô cùng dũng mãnh. Chiêu này là của con Hoa Hùng. Lập Mã Hoành Đạo, Bách Chiến Đao nè. À, con này có hai vũ khí đặc biệt nè, là các bạn có thể đổi qua lại được nè. Trong 3 lượt đầu mỗi lượt giúp bản thân hồi 15 sĩ khí. Trong 3 lượt đầu mỗi lượt giúp bản thân hồi 30 sĩ khí. Trong 3 lượt đầu vật công của bản thân tăng 30%. Trong 3 lượt đầu mỗi lượt giúp bạn vật công của bản thân 60%. Mỗi lượt khiến địch ít lính nhất bị tỏa binh. Tỏa binh là không lấy hồi lính. Đánh chống giỏi địch đây. Hắc Long Cổ là cái chống. Khi bắt đầu lượt là khiến kẻ địch đang bị giảm mật phòng là giảm tấn công 30%. Từ lượt 3 trở đi mỗi lượt giúp đồng đội khác hồi 20 sĩ khí. Vô Song Loạn Vũ. Đó, skill nó đây. Hai vũ khí đặc biệt cũng tương tự hai cái hồi nãy thôi. Thế Phá Địch là của Cao Lãm. Tăng 80% dược phòng. Cái này cũng nhận dũng tuyệt luôn. Quỷ Cốc Sách là của Trương Ninh. Khi bắt đầu lượt, chiến vật phòng của tướng bị treo thưởng giảm 40%. Khi đánh chống kẻ địch tấn công kèm sát thương bỏ qua phòng thủ tăng 19.200 bỏ qua phòng thủ, tối đa là 480.000 bỏ qua phòng thủ.
hiệu quả không thể giải trừ là cái xuyên thấu. Đúng rồi, cái này là điệp nhẫn ha. Cùng quét chiến bào. Vũ khí đặc biệt cũng như hai kêu hồi nãy luôn. Rồi chia bên đây cũng vậy luôn. Bách lý chi hồn là của Hoàng Trung nè, Tôn Đượng Hương và con Tào Tiết. Đây chiêu này là của Tào Tiết đây. Tăng hiệu quả ám tế cho địch bị hư nhược. Ám tế duy trì một lượt. Tướng phe ngụy tăng 20% công phòng. Ngự lơ cung. Khi bị địch có hiệu quả không thể giới trừ tấn công, bản thân giảm 20% vết thương phải chịu, 40% vết thương phải chịu. Vật công của bản thân tăng 60% mỗi lượt trị liệu. Cái này là của Tôn Thượng Hương. Bên đây là của Hoàng Trung đây. Các thương bạo kích của bản thân tăng 60%. Bạo là tăng thêm 60% đam nữa. Mỗi lượt khiến văn phòng của kẻ địch giảm 20%. Rồi bắn một mũi tên nữa. 4600 thế thương vật lý. Mang nổ hóng là của Mạnh Hoạch đây. Chiến kỵ Quy Dương nè, là con chiêu vô ngôn nè. Đó, con vật công vô ngôn là đây. Rồi tại thì cũng như hai kêu nãy thôi. Thập Phương Diệt là công tung tu. Chết xong sống lại, hồi 1% lính và tăng 100 sĩ khí. Bản thân tăng vĩnh viễn 20% sát thương một kích. Rồi mình sẽ lấy thử chiêu này. Chiến kỳ Quy Dương. Tại mấy cái con này là mình luyện cực nhanh luôn. Mình luyện tầm 2 phút à. Để cho anh em xem cho nó dễ thôi. Đây, đây là chiếc con này hệ mu công đây. Cái con thứ ba là con mu công xuất sư đây. Để mình bấm phần kho báo trước. Đó, đã được cái nọ cái thành tựu tính toán như thần đây. Đó, thì kêu là bài mưu tính kế hệ kế sách đây. Đó, và ba cái thành tựu tăng cái này mình cũng đã đào ra 14 thì kêu rồi. Đồng liên nhập quả là của Chu Du đây. Chiêu quá hot rồi, không cần bàn cãi. Diệt thế điên lòi. Tử hỏa phiến là của Bàn Thống. Chết xong sống lại đây, hiệu quả bất khuất đây. Mỗi lượt toàn phe địch chịu 2400% mưu công. Con này là tương vực. Con bên đây là con bộ luyện sư của nước Ngô. Uy áp là của Vương Doãn với Tàu Phi. À, khiến phe địch giảm 10-20% mưu phòng trong 10 lượt không thể giải trừ. Đầu trận nhận hậu thuẫn, chống đỡ 2 lần vết thương. Rồi khi bản thân có 2 tầng hậu thuẫn thì nhận nguyệt hồn và loại bỏ. Băng tinh kiếm của Tàu Phi đây. Khi có hiệu quả quẹt lực, tướng phe ngụy tăng 20% công phòng, mà nội tại là nó giống con chân giác thôi. Chiêu này mới nè, bài môn tính kế đây. Cần 200 sĩ khí để thi triển. Toàn phe địch chịu 12.500% mưu công. Bản thân nhận mưu định, duy trì và kết thúc khi chiến đấu. Khi bắt đầu lượt, nếu bản thân có mưu định, mưu công của bản thân sẽ tăng 20%, hiệu quả không thể giải trừ. Rồi tí mình sẽ chọn chiêu này rồi mình ra mình xem hiệu quả mưu định là hiệu quả gì nha. Thiên địa vạn tượng thì chiêu của Gia Cát Lượng rồi.
nghệ thiên hạ là của Trung Hội đây. Loạn thế kỳ mưu là của Giả Hử đây. Vệ tâm giản là Giả Hử. Độc kế. Đó, đào binh. Văn nguyên kiếm này là của con Lỗ Túc. Vượng long bút là của con Từ Thứ. Nhiều phim bạo là của Lục Tốn này. Năm lượt đầu trận, mỗi lượt nhận hiệu quả hấp huyết hồi phục bằng 20% sức người ra. Hồi tối đa 30% binh lực, duy trì 2 lượt. Khiến địch mang thiên hỏa bị chúng độc kế, với mỗi hiệu quả bất lợi, tấn công giảm 10%. Đạo pháp thiên địa của con Tả Từ. Mưu định hậu động. Hai lượt đầu trận, mỗi lượt 4 lượt đầu trận, mỗi lượt bản thân nhận nguyên hồn, duy trì 2 lượt. Mỗi lượt hồi 40 sĩ khí. Từ lượt 5 trở đi, bản thân nhận tỏ chí. Mỗi lượt giúp bản thân giải trừ 2 hiệu quả bất lợi. Mưu công của bản thân tăng 60%, duy trì 7 lượt. Con này đánh về lay nè. Tiết mục uy nghi. Là chiêu này của con Phục Thọ. Con này cùi các bạn, con này anh em không nên chơi. Thiên băng. Hồi chi khí nha. Rồi tay 2 là hồi chi khí giống nhau nè. Nguyệt hồn. Bình thuật là chiêu có chương giác đây. Đó. Tướng trung lập á. Chỉ cần ra trận lên là nó tăng 20% công phòng hết. Thần cơ diệu toán à, thì nó cũng vậy thôi. Nội tại nó cũng giống cái chiêu ở trên. Mình sẽ chọn chiêu này bài môn tính kế nè. Để mình xem hiệu quả mưu định là hiệu quả gì. Mình sẽ thoát ra coi. Mưu công, bài mưu tính kế. Mưu định là không để hồi sĩ khí. Mỗi lượt khiến toàn phe địch chịu 3 lần 7.500% mưu công. Cái chiêu bài mưu tính kế này là cần 200 sĩ khí để thi triển. Vũ khí đặc biệt của con này. Bản thân hồi 40 sĩ khí. Con này cũng khá là khó chơi. Rồi tới con cuối cùng. Con hệ chiến chiến pháp. Bạo nổ hóng là của Tào Nhân. Văn chương, chương bao, ngân long trường là của Triệu Vân đây. Trả thân cực tập, toàn quân đột kích. Phòng ngự cẩn thận. Hổ hầu sân nộ. Nhiễu loạn đột tập. Đó, bạo trấn. Mạc thiên điện vũ đây. Chiêu mới đây. Phượng vũ cửu thiên. Chiêu này của con gì bên bên hụt đây ra. Mình cũng không nhớ tên nữa. Long đằng tứ hải. Bạo trấn. Kinh long kích. Công 500 sĩ khí khiến toàn phe địch chịu 2 lần 4.800% pháp công. Tăng cường mỗi lượt bản thân nhận đề kháng 2% tăng đến 25%. Cẩn thận. Hổ nguyên trùy.
chiến thần can đảm là của Chu Thái đây. Nhiễu loạn lục tập. Thương Đông Sức Hải là của Bàn Đức nè. Đó. Thái Sư Từ với lại con Trương Tinh Thái của Thục. Chiêu đặc biệt của con này là chi? Toàn quân đột kích. Mình sẽ lấy thử chiêu này đi. Toàn quân đột kích này. Xem thử coi. Chiến công không có hiệu quả gì hết, chỉ tăng đam thôi, đánh thôi cũng không có hiệu ứng gì luôn. Toàn phải địch chịu 4.800% 8 pháp công. Lính mục tiêu càng ít chất thương càng cao. Toàn phe pháp công tăng 60%. À, có hiệu quả tăng pháp công 60%. Bản thân hồi 50-50 à, 100 sĩ khí, vũ khí đặc biệt. Khi khai chiến, toàn phe ta tăng tấn công 50%, duy trì 3 lượt. Nhận 50 sĩ khí. Là toàn phe tăng 50%, nhận 50 sĩ khí. Hiệu quả này không cộng dồn với kiêu hùng hoàng tộc đại đế, là không cộng dồn với vua. À đây. Ok. Mình up lên 10 luôn. Chiêu của vua luôn. Rồi đợi đó đi, mình lấy tàu tháo mình xài. Hỗ trợ vật công à, mình sẽ kiếm tàu tháo. Con này hỗ trợ rồi, đổi thành những con này hết đi. Dạ, nếu Tào Tháo mình chưa up vũ khí đặc biệt hay sao á các bạn. Tào Tháo 4 à, Tào Tháo 4.5 à. Thì up lên 10 luôn. Đây, 10 là đầu trận là giúp cái tướng phe ta tăng 40 sĩ khí đây. Rồi, để mình quýnh nó thử coi. Đó, Tào Tháo tăng vòng vòng 40 sĩ khí nè. Nó quýnh 15, ví dụ 15 là 30, đó là 70. Vũ khí đặc biệt. Rồi, mình sẽ để con chiến công này coi. Tấn công toàn phe ta tăng 50%, nhận 50 chi phí. Mình sẽ đổi con này lên slot 1 và nó sẽ ưu tiên nội tại của con này trước nè. Để mình xem. Đó là toàn bộ này 50 nè, không cộng dồn với con Tào Tháo nè. Con này là cần 200 khí mới ra kill được. À. Tiện mình test chia tâm ly luôn kìa. Đây, tâm ly đây. Mới vào là con này búp 50 khí. Này.
ra chiều luôn. Kế trùng tu con này thành trống đây, trống đây 50 30 là 101. Chỉ tiêu có hiệu quả vô lực thôi, giảm đam bên kia. Phần review các skill của quý tử thì của mình cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nhớ cũng ủng hộ AD một like, một subscribe nha. Cảm ơn anh em đã xem. Chào anh em.